Hoàng đế Gia Long tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, thường gọi là Nguyễn Ánh, vị vua sáng lập nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, vua trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820, được truy tôn miễu hiệu là Nguyễn Thế Tổ. Trong suốt thời gian trị vì, vua chỉ sử dụng một niên hiệu là Gia Long, nên thường được gọi là Gia Long Đế. Con người vua Gia Long được cho là rất phức tạp, nhiều uẩn khúc do sự chi phối của thời đại, triều đại và thời cuộc. Đánh giá về nhân vật lịch sử này từ lâu là đề tài tranh luận, có nhiều ý kiến đối lập nhau, phần lớn xuất phát từ cách nhìn và quan điểm sử học ở các góc độ khác nhau. Sau đây, kênh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin giới thiệu những ghi chép đánh giá của các tác giả phương Tây về vua Gia Long, với mong muốn video sẽ phần nào cho quý khán thính giả một cái nhìn phong phú hơn về vị vua sáng lập triều Nguyễn. Theo Michel Đức Chagnon, con trai của Jean-Baptiste Chagnon, một người Pháp sang giúp đỡ cho Nguyễn Vương, ông đã viết trong Souvenir de Huế, tức là hồi ký Huế của mình, mô tả vua Gia Long là người hòa nhã, giản dị, có tài năng với những ý tưởng khoáng đạt và hào hiệp. Hồi ký có mô tả như sau: trong sự tâm giao, vua Gia Long rất thích hỏi cha tôi về các trường học và những phong tục của nước Pháp. Michel Đức Chagnon đánh giá, vua Gia Long được công nhận là một người có khả năng nhất của vương quốc vì đã có đầy đủ trong mình những đức tính cần thiết cho một người đứng đầu nhà nước. Lòng quả cảm và đức tính kiên trì theo đuổi tất cả những mục tiêu đúng đắn làm cho giám mục Adran và những người Pháp làm việc ở Nam Kỳ cho rằng tuyệt nhiên không có một người đứng đầu quốc gia châu Âu nào có thể thay thế được. Còn theo giáo sĩ người Pháp tên là Le Labousse, khả năng đọc sách và tinh thần ham học hỏi của vua Gia Long cũng rất đáng nể. Trong bức thư đề ngày 1 tháng 5 năm 1800 gửi cho giám đốc trường tu nghiệp của Hội Truyền giáo Ngoại quốc ở Paris, giáo sĩ Le Labousse đã viết: nhà vua có tính chăm chỉ hết sức, ban đêm ngài ít ngủ, đọc sách rất nhiều, việc gì cũng tò mò muốn biết, cần cù và hiếu học đáo để. Trong điện ngài ở có nhiều bộ sách của người Pháp soạn, dạy về các khoa kiến trúc, xây thành đắp lũy. Ngài luôn để bên mình, năng mở ra xem những hình vẽ kiểu mẫu, rồi bắt chước làm theo, mỗi ngày thấy ngài tấn tới lên mãi. Tóm lại, ông vua này là một bậc nhân quân vĩ đại nhất xứ Đàng Trong nước Nam từ trước đến giờ. Giáo sĩ Le Labousse cũng tỏ ra thán phục phương pháp học tập cũng như khả năng tổ chức của vua Gia Long. Ngài đánh giá, thiên tư nhà vua cũng tốt không kém gì tâm tính, trí khôn nhanh nhẹn, thấu suốt, dù những việc rắc rối nhất hạng. Ngài cũng chỉ trong thoáng qua là hiểu ngay, lại có khiếu nhớ lạ lùng, phàm những gì qua mắt có thể ghi mãi trong trí không quên, cũng như trông thấy điều gì mới lạ, đều có thể bắt chước một cách dễ dàng và tự nhiên. Các xưởng đóng thuyền trong xứ và các quân cảng được ngài xếp đặt một cách chỉnh tề đồ sộ. Nếu người ngoại quốc đến xem cũng phải động lòng kính phục. Nếu cả châu Âu được trông thấy thì cả châu Âu cũng phải khen ngợi. Một bên bài trí la liệt những súng trường, súng thần công, đại bác đủ hạt, những giá pháo, những xe chở súng, những viên đạn lớn nhỏ đủ cỡ. Phần nhiều so sánh với các kiểu súng đạn tốt nhất ở Tây Phương, bất quá chỉ thua kém về vẻ đẹp mà thôi. Một bên thì đỗ chi chít những chiến thuyền không biết cơ man nào mà đếm. To có, nhỏ có, chiếc nào chế tạo trông cũng có vẻ hùng vĩ khá sợ. Tất cả các thuyền binh khí ấy toàn là công trình của ông vua hiếu độc và đa tài đa nghệ. Ngài đã chế tạo được những chiến thuyền theo kiểu châu Âu mà chỉ dùng toàn những thợ bản xứ. Ban đầu, ngài mua một chiếc tàu Tây đã cũ, đem về tháo tung ra từng mảnh để xem cách thức chế tạo. Sau đó, tự tay ráp lại y nguyên hình thức cũ, ráp khéo đến nỗi xem chiếc tàu lại có vẻ đẹp hơn lúc trước. Sự thành công ấy làm cho nhà vua nức lòng phấn chí, nhất định ra tay đóng hẳn một chiếc hoàn toàn mới. Mà ngài làm được mới thật lạ kỳ, sau đó lại đóng thêm hai chiếc nữa. Cả bốn chiếc tàu này đi đến đâu cũng làm nên oai danh hiển hách cho nhà vua. Công cuộc chế tạo lại mau chóng không ngờ, chiếc nào cũng đóng không quá 3 tháng đã hoàn thành. Một tác giả người Anh là John Brown vào năm 1806 đã xuất bản tại London cuốn sách có tựa đề Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà trong năm 1792-1793. Trong cuốn sách có nhiều đoạn mô tả về vua Gia Long, nhấn mạnh đến việc nhà vua đã áp dụng kiến thức khoa học phương Tây để xây dựng lực lượng hải quân như sau. Ông nắm vững không ít kiến thức về kỹ thuật khoa học châu Âu, trong đó ông đặc biệt lưu ý về những liên quan đến kỹ thuật hàng hải và kỹ thuật đóng tàu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, người ta kể rằng để nắm vững kiến thức về thực hành cũng như lý thuyết,
các kỹ thuật đóng tàu châu Âu, ông đã mua một chiếc tàu Bồ Đào Nha với mục đích chỉ để tháo rời ra thành từng bộ phận, từng tấm ván một, rồi tự tay lắp vào một tấm ván mới có hình dáng và kích thước tương tự như cái cũ mà ông đã tháo ra, cho tới khi thanh tràn tàu, xà ngang, thanh gỗ khớp nối được thay thế bằng những cái mới. Và như vậy, con tàu được hoàn toàn đổi mới. Nghị lực tinh thần của ông không kém phần mạnh mẽ so với năng lực hoạt động thể chất của ông. Thực vậy, nhà vua đã được coi như xung lực chủ yếu của mọi cuộc vận động xảy ra trong vương quốc rộng lớn và thịnh vượng của mình. Nhà vua là người quản đốc các cảng biển và các kho quân dụng, là thợ cả trong các xưởng đóng tàu, kỹ sư trưởng trong mọi công trình. Không có việc gì dự định thực hiện lại không có lời khuyên bảo và chỉ dẫn của ông. Trong việc đóng tàu, không có cái đinh nào được đóng mà không có sự tham vấn ban đầu của ông. Không có một khẩu đại bác nào được đưa lên vị trí mà không có lệnh của ông. Không những ông đi vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi thảo ra những chỉ dẫn, mà chính bản thân ông thực tế còn trông nom khi chúng được thực hiện. Tác giả John Proud đánh giá vua Gia Long là con người phi thường, một trong số ít người sinh ra với tài năng bẩm sinh để thống trị thế giới. Tác giả cũng xem những câu chuyện về vua Gia Long là một bài học bổ ích, một tấm gương sáng cho những ai có thể rơi vào những hoàn cảnh rủi ro, nhưng biết kết hợp tài năng, nghị lực và lòng dũng cảm theo một hướng chỉ đạo đúng đắn, có thể làm được nhiều việc lớn lao. Tóm lại, đã có nhiều bài viết mô tả cuộc đời, sự nghiệp và những nhận định về tính cách của con người vua Gia Long. Thế nhưng, chính sử nước ta hầu như không nhắc nhiều đến những hiểu biết sâu rộng của vua Gia Long về khoa học, kỹ thuật tiên tiến đương thời. Những người phương Tây đã từng gặp gỡ hay đã cùng sát cánh kề vai với vua Gia Long trong công cuộc khôi phục và phát triển nhà Nguyễn. Những miêu tả đánh giá của họ về Hoàng đế Gia Long hết sức quý giá, là một nguồn sử liệu quan trọng không thể bỏ qua khi chúng ta muốn nghiên cứu nhiều hơn về nhân vật lịch sử quan trọng này.